Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang của Dumbiter, hôm nay số người nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số người nhiễm và tử vong vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính từ 6 giờ sáng đến nay, cả hai phương diện này có dấu hiệu tăng chậm lại. Hiện tổng số người nhiễm hơn 926.000 người và số người tử vong do dịch bệnh COVID-19 hơn 52.000 người. Tây Ban Nha đứng thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm, còn Italia thì đứng thứ hai về số ca tử vong với gần 193.000 người tử vong vì COVID-19. Như vậy, tình hình dịch COVID-19 tính đến 21 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2020, cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 2.855.694 người, số ca tử vong 198.532 người, số ca chữa khỏi 812.877 người. Còn tại Việt Nam, tính từ 6 giờ sáng đến giờ không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, không có ca mắc mới xâm nhập. Hôm nay có 5 ca dương tính trở lại được tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Trong khi đó, cả nước có 5 bệnh nhân khỏi bệnh. Như vậy số người nhiễm 270 người, số ca tử vong 0 người, số ca chữa khỏi 225 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này không còn trường hợp nhiễm bệnh nào. Số người nhiễm 3 người, số ca tử vong 0 người, số ca chữa khỏi 3 người. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 xác định có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được, vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn. Do đó vì sức khỏe của bản thân mình, vì cộng đồng, mỗi người dân, các lực lượng phòng chống dịch phải tiếp tục thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống dịch như nếu bắt buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, thường xuyên rửa tay quý vị nhé.